Manchester United là nhà vô địch xứng đáng tại FA Cup, với một trận chung kết mà những lời khen hướng về họ có bao nhiêu cũng chẳng đủ. Dù rất ít người hy vọng vào một cái kết như vậy trong một mùa giải mà vũng lầy lịch sử đã tới gần, danh hiệu và suất đá C2 thì vẫn hòa tan được hết bầu không khí não nề bấy lâu. Giờ thì những sự chỉ trích hướng về Ten Hag cũng theo chiến tích này mà lắng xuống. Dù màn trình diễn nhìn chung là vẫn trận được trận mất, đội vô địch vẫn luôn là kẻ ngạo nghễ đứng trên tất cả. Nên nhớ rằng mùa này Arsenal với Tottenham chẳng có được chiếc cúp nào cả. Cũng chính United đã đẩy Chelsea xuống đá C3 và cho Newcastle rời đấu trường châu Âu ngay tức khắc. Được đà, không có gì khó hiểu khi mà Ten Hag lạnh lùng khẳng định sau chiếc vô địch: "Nếu họ không muốn tôi nữa, tôi sẽ đi nơi khác và giành danh hiệu. Đó là những gì tôi đã làm trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi không biết về quyết định sa thải. Điều duy nhất tôi đang làm là chuẩn bị đội ngũ của mình, phát triển đội ngũ của mình. Đây là một dự án đối với tôi. Khi tôi đảm nhận vai trò thuyền trưởng, tôi có thể nói đó là một mớ hỗn độn. Bây giờ thì chúng tôi đã tốt hơn, nhưng chúng tôi không chưa ở nơi chúng tôi mong muốn. Bóng đá là phải giành được những danh hiệu. Tôi muốn chơi thứ bóng đá tốt nhất, năng động, thứ bóng đá tấn công. Nhưng cuối cùng bạn phải giành chiến thắng trong các trận đấu và có được danh hiệu. Đó là nền tảng tâm lý mà chúng tôi mang lại. Đây là cơ hội duy nhất của chúng tôi và chúng tôi đã làm được. Tôi rất tự hào về các cầu thủ và ban huấn luyện." Bóng đá đỉnh cao dĩ nhiên là cần danh hiệu. Chẳng có đội bóng nào được đánh giá là mạnh bậc nhất này nọ mà bao nhiêu năm đến một cái cúp còn chẳng được chạm tay. Đá hay cả mùa nhưng về đích tay trắng, suy cho cùng thì vẫn là một thất bại có thể khiến vị thế của huấn luyện viên hay là của đội bóng bị lung lay dữ dội. Mà nhất là với Manchester United, các đội bóng đã đầu tư 1,8 tỷ euro, cao nhất giải đấu trong 10 năm qua, với mục đích lấy lại ngôi vị dẫn đầu. Trong cả một thập kỷ, bà lãnh đạo đã làm đủ mọi cách, tất cả chỉ để đưa đội bóng trở lại với những chiếc cúp làm minh chứng. Lựa chọn Van Gaal, Mourinho cho thấy giới chủ muốn kiếm danh hiệu bằng mọi cách mà không quan tâm đến lối đá. Đến thời của Ole Gunnar Solskjaer, những thành tích cũng đến, những chiến thắng vang dội chẳng thiếu, nhưng Manchester United vẫn chưa có bản sắc riêng. Đến thời của Ten Hag thì gần như là lần đầu tiên bà lãnh đạo của đội bóng chấp nhận đập đi xây lại với một triết lý cụ thể. Tuy vậy, cho đến 2 năm dẫn dắt, dù họ đã có 2 danh hiệu, đã vào đến 3 trận chung kết, nhưng về lối chơi thì về cơ bản, mọi thứ vẫn ngổn ngang và nói bỗ bã thì là lung tung. United dở, United đá toàn mất giữa, United chẳng có lấy một tiền đạo ra hồn, United lập kỷ lục về số lần phải nhận những cú sút. Đó là những ý kiến được nhắc đến gần như nối tiếp nhau sau mỗi lượt trận. Người hâm mộ nhận thức được điều đó thì không có lý do gì mà ban lãnh đạo và Erik ten Hag không nhìn ra vấn đề. Nhưng có một điều gì đó khiến họ phải thỏa hiệp với vấn đề hiện tại. Danh hiệu chính là thứ quyết định thành bại của một mùa giải. Mùa nào thì United cũng sẽ phải hướng đến mục tiêu top 4 Premier League và một số những đấu trường từ quốc nội đến quốc tế. Cụm từ tái thiết và chấp nhận một khoảng nghỉ thường không xuất hiện trong từ điển của đội bóng này. Một huấn luyện viên mới cùng với triết lý hoàn toàn mới thì sẽ cần thời gian từ 1 đến 2 mùa giải chấp nhận thất bại để tìm ra công thức chiến thắng. Không phải ai cũng là Pep Guardiola, Jurgen Klopp đã xuất chúng, lại còn được tạo mọi điều kiện để thành công trong những bước đầu tiên. Mikel Arteta trong 2 năm đầu dẫn dắt pháo thủ chỉ về đích ở vị trí thứ 8 Premier League. Họ chấp nhận thay đổi cách chuyển nhượng, đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ có thể cống hiến dài hạn. Chính yếu tố này khiến cho nền móng mà Arteta dựng lên ở đây tuy lâu nhưng dần cho thấy hiệu quả theo thời gian. Cho đến nay thì sau khoảng 4 năm cầm quyền, Arsenal của Arteta đích thị là đội bóng đang và sẽ tiếp tục cạnh tranh song phẳng với Pep trong những năm tiếp theo. Dĩ nhiên, vấn đề danh hiệu còn đó, nhưng hiện tại đặt Arsenal với Manchester United lên bàn cân về sức mạnh và cả triết lý nào đẹp mắt hơn thì câu trả lời thực sự đã quá rõ ràng. Erik ten Hag thì cũng không hoàn toàn bị oan, dù ông phải thỏa mãn tư duy gấp gáp của giới chủ, ông thầy người Hà Lan cũng đã được trao niềm tin trên thị trường chuyển nhượng với những quân bài ưng ý nhất, đem tới sự tự do cho huấn luyện viên là điều kiện quan trọng để mở ra một triều đại thực sự. Mauricio Pochettino theo một vài nguồn tin, đó là vì không có được tiếng nói đủ lớn trên bàn đàm phán nên đã chia tay Chelsea cũng bởi vậy. Nhưng Ten Hag chỉ đồ sộ về kho kiến thức ở Eredivisie và những lựa chọn của ông mang đến thực ra phần nhiều thì lại chẳng đem về thành công. Anthony, Malaysia, Mason Mount, Amrabat, đó đều là những thương vụ tính đến nay đã là thất bại. Về vấn đề này thì John Murtough sau 3 năm trở thành giám đốc thể thao đầu tiên của đội bóng đã từ chức và nhường đường cho người mới, có thể là Dan Ashworth từ Newcastle. Erik ten Hag dù chưa nhận hệ lụy nhưng đương nhiên là đã mất điểm. Theo lời của cựu danh thủ Hà Lan Van Basten trên Ziggo Sport,
ông cho biết về Ten Hag. Tôi đã biết từ Ajax rằng ông ấy, Erik ten Hag, là một huấn luyện viên giỏi. Ông ấy đã làm tốt tại FC Utrecht và tại Go Ahead Eagles. Ông ấy là người có thể xây dựng, người có thể làm cho một đội bóng mạnh hơn. Nhưng bạn phải may mắn vì bạn có một đội hình tốt. Ông ấy có, và đó là một sai lầm khi ông ấy đã mua nhiều cầu thủ với rất nhiều tiền. Những gương mặt đã không thể hiện tốt. Đó là công việc của một giám đốc kỹ thuật. Ông ấy đảm nhận quá nhiều. Ten Hag là một huấn luyện viên rất biết cách để nâng tầm những cầu thủ trẻ. Ajax mùa 2019 chính là một ví dụ. Và Ajax của hiện tại khi rời xa Ten Hag cũng đang chứng kiến bão tố. Sang đến United, ông là người đã khai quật thành công Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo trong mùa giải năm nay. Thế cờ bí với hàng loạt những chấn thương ở hàng hậu vệ, người ta cũng thấy Willy Kambola xuất hiện với rất nhiều những kỳ vọng. Xét về màn trình diễn trong mùa giải năm nay, Bruno Fernandes vẫn xuất sắc, Diogo Dalot, Harry Maguire, Victor Lindelof cho thấy sự quyết tâm cao độ khi được trao cơ hội. Scott McTominay thì vẫn là một người đóng thế đặc biệt trên hàng tấn công, nhưng hai cánh mùa trước là Rashford cùng với Anthony thì lại thường gây thất vọng. Anthony Martial thì ra rìa từ thái độ cho đến trình độ. Nhìn chung so với mùa giải 22-23 thì đây chưa phải là một bước chuyển mình để thực sự mở ra một chiều đại. Hai năm gắn bó với một Manchester United lộn xộn từ thượng tầng với hàng loạt những thay đổi lớn, Quỷ Đỏ vẫn chưa thể chạm đến vị thế chuẩn mực của một đội bóng hàng đầu như kỳ vọng. Họ hiếm khi có thể thống trị trận đấu, đôi khi họ chấp nhận để bị áp đặt và trông chờ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Trong một ngày mà phong độ của những trụ cột không đạt được kỳ vọng, Manchester United sẽ hiện nguyên hình một cách trần trụi nhất và những sự chỉ trích sẽ lại kéo đến. Cũng vì thế, nếu như Ten Hag là người thua cuộc trong trận chiến tại FA Cup, thì triều đại của ông tại Manchester United xem như sẽ kết thúc một cách đúng trình tự. Nhưng bởi United đã có một trận quả chiến trước đối thủ cùng thành phố và giành ngôi vô địch, có thể hiểu đội ngũ lãnh đạo của Quỷ Đỏ sẽ thật khó để đưa ra quyết định như vậy. Mái nhà Old Trafford rột nát vẫn là hình ảnh mà khán giả mới chỉ tạm quên. Nếu họ chạm Ten Hag thì chắc không lạ lẫm nếu khẩu hiệu Glazer Out sẽ tiếp tục xuất hiện, gây phiền hà trong mùa giải kế tiếp. Ten Hag rời đi, với thành tích ông có được thì chắc chắn là không thiếu những đội bóng cầu xin chiến lược gia này cứu vớt họ. Không phải tự nhiên mà 10 năm trôi qua, Manchester United tiêu tiền nhiều nhất, nhưng một cái nền móng vững chắc để họ trở lại với vị thế độc tôn dài hạn thì vẫn chưa xuất hiện. Huấn luyện viên thay đổi, cầu thủ thay đổi, đến cả bộ máy cũng thay đổi rất nhiều chỉ trong 3 năm qua. Chỉ có một khu vực bất biến, đó chính là giới chủ. Sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe với những khoản đầu tư, với sự hạnh phúc trên khán đài sau chức vô địch của đội bóng cũng đã mang ra thêm những tia hy vọng mới. Nhưng về cốt lõi, Manchester United phải thay đổi. Danh hiệu là cần thiết, có điều là về chất lượng thi đấu chuyển nhượng như hiện tại, đó được xem như là kỳ tích chứ không phải điều hiển nhiên. Một đội bóng ở vị thế hàng đầu sẽ phải đến liên tục những trận chung kết, phải ganh đua để có được danh hiệu Premier League. Nhưng như Ten Hag đã thừa nhận, họ vẫn đang ở rất xa so với điều đó. Liệu United với những sự tác động lớn dần của Sir Jim Ratcliffe có chịu trắng tay có chủ ý để mở ra một triều đại trong tương lai hay là không? Hay chăng thì cứ kệ, đá kiểu gì cũng được, cứ có cúp là được chăng?